Rồi xong. Xe đang bán được rồi nha, đẹp quá. Xe này mà anh mà không vô Sài Gòn lấy là em đăng em bán luôn. Can xà beng đó, bộ tem nè. Còn thiếu logo này nè. MS King luôn nha. Cái này em thấy là đẹp. Anh nếu mà thấy không đẹp thì em xử lý lại cho anh. Nhưng mà cái chữ đó em thấy ok lắm á. Mới đi thử bóp thắng thì nó chạy xước xước xíu rồi không sao. Đó, mâm sơn ra nè. Full dạng áo mới luôn. Đó. Được không? À, lóc máy nè. Đề can phản quang nè. Cái đề can này nó chưa có phản quang nha anh. Thì bữa họ làm không có kịp cái phản quang ở đây mới làm được cái mang cá cho anh thôi. Hôm qua Tết người ta mới cắt được cái đó được. Gấp nè. Mâm sao nè. Đẹp chưa? Chưa rửa nha. Bu chưa rửa. Cái này zin. Nhớ thay thì đẹp hơn, còn không thì để xài luôn cũng được. Ok không sao. Nè. Chơi. Rồi cản sao sơn luôn. Nhà da yên nè. Đó, dự ý chưa? Nay kỳ luôn nha. Nó chỉ đỏ nè. Cái miếng này là em lấy ra miếng màu trắng. Nhìn cái xe cho nó sạch. Nếu miếng màu đỏ thì cho nó có điểm nhấn, nhưng mà về nhìn cái xe nó lạ hơn. Quên gắn ba ga vô nữa. Đó, bô. Mới hết nha. Chống đổ chả như cũ rồi nha. Ê gác chân. Sơn nhám đàng hoàng nha. Đúng như zin. Cổ bô. Cổ bô sơn lại thôi. Đó, gác chân phía dưới, chân trống giữa, chân trống nghiêng sơn luôn. Rồi. Đèn nè. Cá zin nha. Muốn sáng ở đâu cho sáng ở đó luôn. Thử máy luôn cho anh coi. Nắp đồng hồ thay luôn rồi đó. Này dính nhớt chưa rửa ra. Cho cái đèn nè. Này chưa làm nha. Lát làm. Đèn đi. Trắng đúng không? Đó, tinh khôi luôn. Sáng cái nào cho anh sáng cái đó. Ba. Ngon lành nha. Máy nè. Bớt cái giọng nồi rồi nha. Bớt giọng là canh 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 luôn. Nhanh rồi. Mở kinh là người ta không có nút này nha ông. Ông Exeter không có nha. Mở kinh là không có nút đèn đâu. Nó đèn mặc định sáng luôn. Rồi. Đó. Còn mấy cái linh tinh nữa lại đem đi rửa full xe nữa. Chưa kịp rửa. Chắc rửa full xe để khi nào anh vô đem rửa cho. Chứ mà giờ rửa xong rồi về đậu trong kho, đậu trong bãi xe nó dơ lại nữa mất công lắm. Giờ nó lấy
xe đi đi qua em rửa cho nửa ngày là xong rồi, nửa ngày ngày là xong rồi. Đó, chừng nào vô ok anh vô Sài Gòn. Đây, quên trong xin dĩa. Đúng tê biết luôn nha. 428 DID. Đây là cộng sên DID gắn trên con xe tê biết. Đó. Cho nên là cái sên này thật ra nó cùng loại với cái sên ở ngoài thôi. Nè, phốt cao su nè. Nhưng mà em kiếm mua đúng cái đồ cho anh luôn đó. Trời ơi trời. Phốt nè đấy. Cộng này cộng sên vàng của anh Tân là tựa tựa nhau. Nhưng mà cộng này màu đen, cộng kia màu vàng. Cộng này khó kiếm cộng kia. Cái đồ chơi dễ kiếm hơn. Rồi đó, rửa cho sạch cái cùi dĩa luôn nè trời. Đó, dễ thương không? Mới rửa sơ sơ thôi nha, chưa tới rửa siêu sạch đâu. Rửa sạch đánh bóng đẹp nữa. Rồi biển số hay luôn rồi đó. Còn gì nữa không ta? Nè, cái này thay luôn nè. Uống nắng lại nó không có đúng. Thay luôn. Nè. Chân làm lại cho ông nè. Nhanh chóng. Lung linh chưa? Cái này là màu ngọc trai nha. Nó có ánh kim lên luôn á. Không phải màu trắng thường đâu.